chính thức cấp sổ đỏ cho nhà xây dựng tạm. Việc cấp sổ đỏ cho nhà tạm, nhà trong quy hoạch treo đang làm náo nức lòng người dân tại thành phố Thủ Đức, cũng như là tạo nên cái kỳ vọng cho người dân sống ở thành phố Hồ Chí Minh là đang trong những cái trường hợp ở những cái khu tương tự. Cô chú chị mình cũng biết là trong cái thời điểm trước, rất là nhiều những gia đình phải là xây nhà tạm để mà ở và sống treo hàng chục năm trời. Chỉ vì là quy hoạch treo này rất là lâu. Ví dụ như các khu như là khu Thanh Đa, Bình Quế của chú anh chị, rất là nhiều người dân là phải là mua và ở những cái nhà tạm bợ cũ kỹ xuống cấp, không cho phép xây dựng cả. Và những cái khu như là khu Đầu Mối, giao thông Bình Triệu, rộng hơn 40 hectare tại phường Hiệp Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, đã được quy hoạch từ năm 2002 rồi. Đến nay vẫn là một cái dự án treo trên giấy mà thôi, khiến cho rất là nhiều người dân phải là khốn đốn và bằng nhiều cái cách khác nhau ấy, người ta phải là tự xây lụi nè, xây chui, hay là phải là chung chi để được xây dựng, hay phải là xin phép nhà xây dựng có thời hạn. Người dân ở đây đã rất là cố gắng để mà xây những cái nhà gọi là tạm bợ hay là hơi kiên cố một xíu thôi, để mà gọi là an cư, lập nghiệp. Và cái việc mua bán nhà đất cũng chỉ là bằng giấy tờ tay và không thể nào mà tách thửa cấp sổ đỏ được. Do vậy là cái việc pháp luật cho phép xây dựng nhà có thời hạn và được cấp sổ đỏ khiến cho rất là nhiều người dân phấn khởi, vì khi mà cấp giấy phép xây dựng, cấp sổ đỏ thì cái việc mua bán, thế chấp ngân hàng sẽ thuận lợi hơn và đất của họ cũng có cái giá trị hơn rất là nhiều. Kể từ ngày 1 tháng 8, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Thủ Đức đã thực hiện đăng ký biến động đối với hồ sơ hoàn công có giấy phép xây dựng có thời hạn theo quy định của luật đất đai năm 2024. Và điều này đồng nghĩa với việc là nhà xây dựng theo giấy phép có thời hạn sẽ được là cập nhật lên sổ đỏ. Để được cập nhật cấp sổ đỏ thì người dân cần tiến hành đo vẽ và nộp hồ sơ hoàn công lên chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Thủ Đức. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại thành phố Thủ Đức sẽ phối hợp cùng với các bên, trong đó có Ủy ban nhân dân phường, thực hiện là kiểm tra hiện trạng, xác định nội dung xây dựng so với giấy phép xây dựng có thời hạn trước khi thực hiện đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định 101. Bất động sản Hà Đi Phát xin chúc mừng tất cả quý cô chú anh chị mình có thể là được lên sổ nhé.